Chào anh. Thật sự là cái video này cũng không mang tính giải trí đâu, mà sẽ mang tính học thức, ok? Đơn giản thì hôm nay đầu chưa ngủ, son chưa đánh. Ok, everything I don't prepare, right? Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đã chuẩn bị một pha mì. Ok, câu chuyện sẽ bắt đầu như sau, right? Mình đã nghe rất nhiều về siêu trí tuệ, thì mình cũng tìm hiểu về trí tuệ là gì, tại sao chúng ta cần phải có trí tuệ. Kiểu everything nó cũng tương đương với như là law of attraction, cũng như là luật hấp dẫn đấy. Thì ngày hôm nay mình đã được xem một cái chương trình rất là hay, mình sẽ quay cho các bạn ha. Đấy, các bạn đã biết đó là chương trình gì không? Siêu trí tuệ Việt Nam. Thật sự mình xem 1 đến 2 tập thôi mình cảm thấy oh my god, ủa hay cực kỳ luôn ý. Và bắt đầu từ lúc đấy thì mình cũng tìm hiểu xem bộ não mình như thế nào, rồi là những cái phương thức, những cái cách thức, rồi là những cái cuốn sách nói về não, nói về siêu trí tuệ. Oh my god, rất hay. Thì hôm nay thì mình được xem hai bạn, một bạn nữ và một bạn nam. Bạn nam kia là thần đồng về lịch sử, và bạn nữ này đó là thần đồng về những trí nhớ, nhớ 100 bức hình đấy. Và thêm vào đấy đó là những người chương trình ý, họ đã gắn ghép những cái câu chuyện khác nữa để cho thêm phần hứng thú hấp dẫn. Thật sự là mình so exciting. Thật sự luôn, mình không thể ngờ được có một cái chương trình rất là hay. Bởi vì mình xem rất là nhiều chương trình ở bên nước ngoài thì thấy cũng bình thường, nhưng mà khi mà xem ở Việt Nam thì mình cảm thấy Việt Nam đã tiến bộ hơn nhiều, đã cố gắng hơn nhiều và tìm được nhiều nhân tài hơn nhiều. Và hoài quá, bất chấp chương trình hay mình không bội đồng. Thật sự nhiều chương trình hay lắm, mình phải xem hết, rồi là mình sẽ phải tìm cách. Nếu như các bạn vẫn còn đang không biết làm gì, thì các bạn có thể lên xem cái chương trình này, và các bạn có thể lập ra những cái mục tiêu của mình để rèn luyện những cái trí nhớ của mình trong học hành cũng như là trong đời sống, đúng không? Nhớ sự kiện quá khứ và nhớ những cái gì đại học rất là important, rất là quan trọng, ok? Thì mình rút ra được cái kinh nghiệm của mình đó là chỉ có 3 bước. 1, tập trung, thật tập trung khi mình làm một cái việc gì đấy. Số 2 đó là khi mà bạn tập trung cái việc gì đấy rồi, các bạn phải cố gắng hoàn thành nó, chứ đừng làm đến một cái điều này tập trung xong lại điều kia không tập trung, ok, bỏ luôn, quit luôn, đấy gọi là từ bỏ luôn. Nên là phải tập trung, kiên trì, và cuối cùng đó là trau dồi, cải thiện và hãy tin là mình sẽ làm được điều đấy. Đừng từ bỏ, đừng có một cái negative thinking. Phải positive thinking. Mình tin là các bạn sẽ làm được những cái điều phi thường, extraordinary. Ok. Oh my god, khi mà mình xem xong kiểu mình oh my god, Quá tuyệt vời. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này, sẽ thích những cái chương trình và những cái mà mình vừa nói vừa đây. Ok, hy vọng các bạn sẽ happy.